Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về hoa Tết ha. Thì hôm nay á, là như tiêu đề á, thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em về cái cách là tưới phân trên bông vạn thọ khi mà mình mới ra chậu ha. Cũng như là khi mà mình ra chậu rồi thì mình cần bón thuốc phân, những cái loại phân gì để mà cho nó phát triển tốt ha. Thì hiện nay á, thì cái thời điểm mà mình chia sẻ cái video này lên trên YouTube á, thì có một số bạn đã là ra chậu rồi. Còn một số bạn mà trồng những cái loại như là thái lùng á, thì anh em là mới ươm cũng được là mấy bữa thôi, cũng chưa có ra chậu. Thì thông thường á, là mình sẽ ra chậu khi nó từ là 12 ngày tuổi cho đến là 15 ngày tuổi nha anh em. Anh em nào mới thì anh em có thể là tham khảo cái chia sẻ của mình ha. Thì khi mà mình ra chậu rồi anh em, thì cái cây vạn thọ của mình á, thì nó rất là yếu, thì mình cũng không có thể nào mà mình tưới phân liền được, mà mình phải đợi nó ít nhất là phải từ là 4 đến 5 bữa nha anh em. Đợi cái cây của mình các bạn, mà khi mà mình đem ra nắng á, mà cái cây của mình á, mà nó gặp cái ánh nắng mặt trời á, mà nó không có bị héo á, thì lúc đó thì mình mới tưới phân được. Còn về cái nguyên tắc mà tưới phân các bạn, thì mỗi người là mỗi cách tưới phân nó khác nhau. Như ở đây á, thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là những cái dòng phân mà đạm thấp, để mà khi mà mình tưới á, các bạn, thì cái cây của mình á, nó không có kiểu như là nó không có bị nóng và nó sẽ phát triển tốt chứ nó không có chết. Có nhiều bạn á, các bạn không biết, các bạn sử dụng cái ure đó, các bạn mà trồng chỉ có là chẳng như là mười mười mấy cây ở trong chậu tại nhà để các bạn chưng Tết á, các bạn chỉ có cái phân như là ure thôi, các bạn rải đại nó vô á, thì nó bị chết héo, thì các bạn không biết cách xử lý nó như thế nào đó. Và bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái cách bón phân mà khi cái cây vạn thọ của mình mà nó ra chậu được 4 5 ngày ha. Thì các bạn có thể là sử dụng cái dòng phân là DAP của công ty là Nguyễn Khoan nha anh em. Cái dòng phân này á, nó rất là dễ tan luôn, cũng như là cái lượng đạm ở trên cái phân á, nó sẽ không quá cao nha anh em. Anh em tưới vào cái cây vạn thọ thì cây của mình nó rất là phát triển, cũng như là nó sẽ không có bị là chết cũng như là héo xanh nha anh em ha. Và với cái cách pha thì anh em là sử dụng là 1 kg phân là DAP, anh em pha cho mình là 3 lít nước nha anh em ha. Và anh em ngâm cho nó tan thật là nhuyễn ra, rồi sau đó là anh em lấy là 80cc và anh em pha cho mình là 10 lít nước, và anh em tưới ở cái cử đầu tiên cho nó. Và tránh á, là anh em đừng có tưới ở trên lá nha anh em ha, anh em né né cái lá, anh em tưới ở dưới gốc thôi. Còn nếu như là anh em đã lỡ mà tưới ở trên lá rồi đó thì anh em là nên xả lại ha. Thì đó là cái cách tưới phân mà lần đầu tiên khi mà mình vừa ra chậu nha anh em. Còn đối với cái lần thứ hai á, thì anh em có thể là tăng liều cho nó là lên lâu là 100cc cho là 10 lít nước nha anh em ha. Còn những bạn mà mua không được cái dòng phân là DAP nữa thì các bạn có thể sử dụng là cái dòng phân là 30-10-10 nha anh em. Thì đối với cái dòng phân 30-10-10 này á, thì đạm cũng khá là cao luôn. Thì anh em là nên sử dụng với cái liều lượng nó như sau. Sử dụng là 100g. 100g là cái phân là 30-10-10 á, thì anh em pha cho mình đâu là 20 lít nước nha anh em, tới 20 lít nước luôn, tại vì đạm nó rất là cao. Và anh em tưới cho nó ha, và lưu ý là anh em là nên tưới vào cái thời gian là buổi chiều ha, tránh cái trời nắng mà để anh em tưới nha. Anh em tưới vào cái thời gian mà trời nắng là cây của mình đó là nó sẽ bị ảnh hưởng ha. Ví dụ như là anh em tưới mà trời nắng mà phân xuống gốc đó rồi nó hốc lên nữa mà nó gặp nắng nữa thì cây của mình nó sẽ bị héo nha anh em đó. Và anh em nhớ là cái phân 30-10-10 này anh em và sử dụng là cái lượng phân nó rất là thấp ha, 100g mà anh em pha với là 20 lít nước ha. Thì đó là dạng nha anh em ha. Tiếp tục á, là mình sẽ nói về cái phần là thêm giá thể khi cái cây vạn thọ của mình mà nó ra chậu nha anh em ha. Thì khoảng 4-5 ngày đầu tiên á, thì anh em sẽ là tưới phân cho nó như lúc nãy là mình có chia sẻ. Và tầm đâu khoảng lâu là 10 ngày sau á, là anh em là nên thêm cái giá thể cho nó. Tại vì cái khúc mà mình vô cái giá thể các bạn thì nó rất là lưng lưng luôn. Do đó thì mình phải là bồi thêm cho nó ha. Thì đối với những các bạn mà trồng nhiều á, thì mình sẽ là chia sẻ như thế này. Thì bạn sử dụng là 100 kg cho đen nha anh em ha. Và cộng thêm là 100 kg phân bò quay mục. Và anh em trộn nó lại với nhau ha. Còn nếu như là anh em mà có điều kiện nữa thì anh em là nên thêm cho nó đâu khoảng đâu là 10 kg bánh dầu mà nó đã nhuyễn nha anh em ha. Và anh em trộn đều với nhau và anh em thêm cho nó ha. Thì cái cây vạn thọ của mình á, thì nó phát triển rất là tốt nha anh em. Cũng như là nó sẽ không có bị thiếu chất nha anh em ha. Đó.
Tại vì cái bánh dậu nó đúng là nó là một cái hợp chất là hữu cơ nha anh em. Đối với cái dòng cây dạng thọ này á, anh em hạn chế đi cái phân là hóa học nha anh em ha. Trừ đi cái trường hợp mà mình không có cái phân hữu cơ nữa đó thì mình mới đi cái phân là hóa học nha anh em ha. Đó. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em vậy. Thì anh em nào mà mới trồng thì anh em có thể là tham khảo ha. Và cái video mình là chỉ mang tính chất là góp ý thôi. Anh em là nên xem nhiều kênh để có cái kinh nghiệm cho riêng mình nha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình. Thì mình có cái phần danh sách phát nó đang hiện lên đó. Thì anh em nào quan tâm thì anh em bấm vào xem ha. Rồi xin được mến chào.